Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ tuyệt đại ba đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Và quý vị cũng đừng quên đã khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Quả thật có thể nói, luyện ngục ma vương vốn là người trọng danh sự, tuân thủ lời hứa hẹn. Nhưng đó là đối với việc không chính thức khiêu chiến đến điểm bấu chốt của hắn thì mới như thế. Nếu mình mạnh mẽ, lưu hỏa diễm tinh phách lại, thì đại luyện ngục ma vương không trở mặt gần như bằng không. Bởi vậy, đến giờ khác này, lôi động đã hoàn toàn không đặt ý niệm làm sao để giữ đại hỏa diễm tinh phách lên đầu nữa. Chỉ cân nhắc làm sao để thu đợi lợi ích cao nhất cho mình thôi thì ra là viêm ma vương đại danh đình tính hứ. Không biết nghĩ sao, xích quỷ vương lại biến ảo thành hình cười, thân thể bị xuyên thủng không biết bình hàng dùng phương thức gì che lại nữa. Nàng lúc này vẫn là bộ dạng tiêu nữ yếu ớt thành nhã như trước, chỉ đã giao chiến đến nay đã bị thương không nhẹ, khiến sắc mặt của nàng toạt nhìn rất là yếu ớt, không có huyết sắc, ngữ khí không hề định nọt, rất bình thản mà nói. Bồn vương chính là đường kim tộc trưởng xích tuyển hỏa sản nhân tộc, tên là xích quỷ vì mà vương không giống với tánh mạng hỏa diễm nguyên tố bình thường hắn là tánh mạng nguyên tố đặc thù lưu lạc qua luyện ngục vực thậm chí là các vực khác nữa bật quá bởi vì đã bị phản bội nên mới bị phong ấn nhiều năm như vậy trong nội tâm đã sớm không vui nên cũng không có hảo cảm gì với lời của xích quỷ vương cả chỉ ôm ôm lạnh nhạt nói thì ra là xích quỷ vương của luyện ngục hỏa xà nhất tộc không biết có gì chỉ giáo chứ chỉ giáo thì chưa nói tới xích quỷ vương thản nhiên nói chỉ là có một tình báo nhỏ nhỏ muốn chia sẻ với người thôi. Trên người tiểu tử nhân loại Nguyên Anh Kỳ này có đường tinh phách của hỏa diễm quần chủ đấy. Sư quỷ vương xem ra, hỏa diễm tinh phách đã sớm vô duyên với mình. Không bằng nói ra tin tức này, cũng dễ dụ dỗ viêm ma vương tiền thủ với mình, kiềm chế cổ hóa thần khôi lỗi kia. Chỉ cần hóa thần khôi lỗi kia vừa chết, không quan tâm tiểu tử này có bao nhiêu đợi hại, cũng trở thành vật trong túi của mình thôi. Cái gì? Viêm Ma Vương đối với tin tức này cũng chấn động, quay đầu có chút kỳ quái nhìn thoáng qua luyện ngục Ma Vương đang nấp trong chỗ tối. Trong đông nhất thời, có chút không rõ tình huống là như thế nào. Là lịch của hỏa diễm tình phách kia, viêm ma vương tương đối là rõ ràng. Nếu không phải viêm ma vương hắn tự mình tiết lộ cho luyện ngục ma vương biết, sau khi hỏa diễm quân chủ tử vong, sẽ để lại hỏa diễm tình phách ở chỗ nào để chờ trọng sinh, cũng phải tìm một hài tử nguyên anh kỳ quán đi hỗ trợ, lên vào trộm hỏa diễm tình phách kia ra thì có đánh chết luyện ngục ma vương cũng đừng mơ tìm được. Nhưng không biết sao, hỏa diễm tinh phách này lại không rơi vào tay luyện ngục ma vương. Luyện ngục ma vương đang ngồi xổm bên trên, bị viêm ma vương nhìn như vậy cũng thấy rất khổ bức. Bản thân của hắn cũng không ngờ mình lại lầm vào tình cảnh thế này. Giao dịch giữa hắn và viêm ma vương chính là để viêm ma vương phải một đánh mạng quyền tố hỗ trợ lén lấy ra hỏa diễm tinh phách sau đó luyện ngục ma vương hắn liền trợ giúp viên ma vương phá giải phòng ấn chỉ là viên ma vương người ta ngược lại đã hoàn thành chuyện rất tốt điều động tách mạng quyền tố kia cũng có chút cờ linh thành công đánh cắp ra hỏa diễm quyền tố còn không kinh động đến những thuộc hạ trồng coi hỏa diễm tình phách dù sao người tên đến trộm cắp cũng là tách mạng hỏa diễm quyền tố đấy nhưng nào đoán được không biết làm thế nào hỏa diễm quyền tố đi trộm kia lúc chuẩn bị giao lại cho luyện ngục ma vương thì ngoài ý muốn lại xảy ra chuyện một đội tu sĩ nguyên anh kỳ nhân loại đến luyện ngục vực tầm bảo vô tình đánh chết thánh mạng hỏa diễm nguyên tố kia rất thường nhiên cũng rất là bi thúc cho rằng nó là dã quái qua đường mà giết chết nó cũng may khi hỏa diễm nguyên tố trộm hỏa diễm tinh phách đang ngụy trang thành bộ dạng cực phẩm hỏa đình ngọc mà đám tu sĩ nguyên anh kia đều đã cũng không phải là thế hệ có kiến thức rộng rãi chỉ có vật kia trở thành cực phẩm hỏa đình ngọc chính thức lại mang đi bán đấu giá nhưng đáng tiếc chính là khi luyện ngục ma vương điều tra việc này thì đã để lộ tin tức. Vậy nên hỏa cự nhân nhất tộc và sức tuyển hỏa giả nhất tộc cũng đã nhào nhào phái người chạy tới tranh đoạt. Có thể cướp được, cô nhìn là chuyện tốt, nhưng cho dù không thể cướp được, cũng có thể quấy rối luyện ngục ma tộc, khiến luyện ngục ma vương phải xuất huyết một lần. Vì hỏa diễm tính phách này, luyện ngục ma vương coi như đã hào tầm tổn trí rất nhiều. Ai ngờ đến kết quả là tức đầu chơi kia lại rơi vào tay đổi động. Cái này khiến luyện ngục ma vương cảm thấy mình thật khổ. Luyện ngục ma vương tiền bối. Vừa rồi theo như đời ngài nói, thì chỉ cần vạn bối có thể vượt qua cửa ải của xích quỷ vương, liền không dùng vũ lực ủy hiếp vạn bối, Xào ra hỏa diễm tình phách nữa có phải không? Lúc này đôi đồng bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói. Không biết tiền bối có nhớ rõ lời vừa rồi không chứ? Luyện ngục ma vương đột nhiên có loại xúc động muốn chửi thẻ. Mình không có việc gì, cứ bày trò làm gì, Tuy rằng tiểu tử kia là vạn bối, thì cứ không nói tiếng nào đánh lén sau lưng là được. Nào cho phải nhiều phiền toái như vậy chứ. Bật quá, vốn là tồn tại đỉnh tiềm ở luyện ngục vực, nên luyện ngục ma vương cũng không có mặt mũi để mà nuốt lời. Đành phải buồn bực hẳn dỗi mà nói. Đúng như vậy, bốn vương quả thật đã đáp ứng việc này. Nhưng đó là trước đây, người vẫn nên hỏi ý kiến xích quỷ vương xem sao đã. Ý kiến của nàng không trọng yếu, bởi vì... Lôi động xuất khẩu kinh người, khiến sắc mặt xích quỷ vương cực kỳ tức giận. Nhưng hắn lại nhàn nhã nói, gặp lại. Hai chữ gặp lại vừa ra, mấy tự sát quỷ phiêu đáng trùng quanh đôi động, liền phát ra tiếng kêu chói tai, âm trầm khủng bố, hít khả. Tóc một phát, liền tập thể ra tốc, liều chết mà sông lên như một bầy châu chấu. Tự sát quỷ bắt đầu nhanh chóng đổ tung. Những tiếng nổ mạnh không ngớt, không dứt trên không khí. Bây giờ không khí tràn ngập vị liều huỳnh và nóng trực ở đây, nổi lên sóng cả cuồn cuộn khói đỏ dày đặc. Vô số mảnh vụn loạn thạch như mạn thiên phì vũ, mà cùng lúc đó, lôi động chân đạp trên bờ vai mạc ra, mà mạc ra lại lĩnh hội ý của hắn, hằng hái bay về một hướng khác. Thần cao hơn bởi trượng, bề ngang cũng hơn một trượng, nhưng lại linh vẫn dị thường, thẳng tắp ra tốc, chuyển biến, thậm chí là đột nhiên gừng lại, đều tràn đầy bị cảm. Thân hình cô lỗi màu đồng thể hiện ra phong cách cổ xưa và đại khí. Mình vương là người thế nào chứ? đây chính là tồn tại siêu cấp lưu danh vọng cực lớn trong lịch sử mấy ngàn vạn năm sau vẫn khiến hậu nhân kính ngưỡng mà khôi lỗi do hắn tự thân thiết kế sao lại là vận hơi hợt được thực lực các phương diện đều phi thường kinh người tuy rằng sức chiến đấu tổng hợp không so được với bản tồn phần thần đại năng đến từ yêu đình giới nhưng so với cường giả hóa thần sơ giai bình thường còn mạnh hơn một đường viêm ma vương chỉ cần đuổi giết tên tiểu tử kia bốn vương tuyệt đối sẽ không đoạt hòa diễm tình phách với người Xích Quỷ Vương vốn còn muốn lôi kéo viêm ma vương một chút, nhưng không nghĩ tới, tiểu tư này nói trốn liền trốn ngay, không có nửa điểm dò dự. Vụ nội tung kịch liệt kia đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến phán đoán và truy kích của nàng. Sau hơn mười hơi thở, nàng mới là như tỉnh ra từ trong mộng, phân biệt được phương hướng lồi động bỏ chạy. Luyện <laughs> ngục ma vương, giao dịch giữa ta và người trước kia đã xong, hòa diễm tinh phách giờ đều dựa vào bổn sự thôi. Vì mà Vương nghe xong xích quỷ vương không tranh giành hỏa diễm tinh phách, lúc này liền mừng rỡ như điên, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, nhanh chóng lao đi, đồng thời vẫn không quên quay đầu giống lên một câu với luyện ngục mà vương. Hỏa diễm tinh phách, nó đông ra tình lực hấp dẫn của nó đối với viêm ma vương cũng không hề nhỏ hơn luyện ngục ma vương. Đều hắn có thể thôn vệ hỏa diễm tinh phách do hỏa diễm quân chủ lưu lại, thì không chừng có thể tìm được ký cơ đột phá hóa thần kỳ cũng nên đường ngục ma vương thân hình một mảnh mông lung vẫn chắp hai tay như cũ nhìn một màn này hắn đầu một nụ cười lạnh với viên ma vương chỉ xem hắn như loại ngu ngốc thôi xích quỷ vương gửi ta vì cái gì không rành rành đó còn không rõ sao khó trách trước kia bị người ta lợi dụng sau đó để phản bội quả thật là một tên ngu ngốc không rõ tình thế thoáng một cái đường ngục ma vương liền biến mất khỏi tràng hóa thần trung kỳ đỉnh phong so với cường giả hóa thần sơ dai thực lực trình lệch rất lớn. Ít nhất khi hắn đồng thời đối mặt với hai tu sĩ hóa thần sơ dài, vẫn có thể hoàn toàn lực áp được đối phương. Cho dù là đồng thời đối mặt với ba người, thì cũng có thể được địch bất bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện ngục ba vương được gọi là đệ nhất cường giả của luyện ngục vực. Mà ô minh quỷ đế của ô minh quỷ vực chỉ dựa vào bản thân đã lực địch tam đại cường giả, cũng chính là đạo lý như vậy. Lại nói bên phía lội động, hắn đang dốc sức liều mạng chạy trốn gặp phải khu vực hẹp liền trực tiếp cưỡng ép đánh qua trên đường đi vô cùng tinh chuẩn bay về một phía phảng phất như đã rất rõ ràng tuyến đường này vậy lý do rất đơn giản là do quỷ minh và vệ hồn ảnh Hổ Hồ được đôi động phân công đưa bọn ngô kỵ đến mặt đất nên một đường này thẳng tới hắn đã biết rõ phải đi thế nào rồi quỷ minh và đôi động vốn là tánh mạng huyết tế đẫn nhau theo nguyên lý mà nói chính là một loại huyết mạch dùng hợp chi thuật giữa cả hai mặc dù có cách xa cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Thông qua bí thuật đơn giản một chút, liền có thể cộng hưởng được tin tức. Bởi vậy lôi động khi đi tuyến đường này, xem chứ rất quen thuộc. Tuyến đường phía sau là gì đều đã dự đoán rõ ràng trong đầu cả rồi. Đương nhiên, cái này cũng là do hiện giờ lôi động đã là tu sĩ Nguyễn Anh Kỳ, chứ nếu như không phải thì làm sao có thể dễ dàng như vậy. Về trí nhớ, năng lực, phản ứng năng lực, suy nghĩ đều đạt đến một mức xa hơn phạm nhân. Đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Bằng không thì quyết không thể nào nhớ rõ những tuyến đường này được. Hôm nay không chỉ mạc ra từ mình trở tay, trở lôi động bay đi. Quá trình lôi động bỏ chạy cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Gặp được địa hình có chút mấu chốt, hắn liền trực tiếp vận dụng chân ngôn thuật, khiến không gian gấp khúc, vèo một cái, liền trực tiếp xuyên qua, hệt như là thuấn di. Cả hai phối hợp với nhau, khiến việc bỏ chạy nhanh hơn xa. Bất luận người nào trong dưới cùng đôi động hoặc là mạc giả cũng vậy. Nhưng xích quỷ vương và phi ma vương kia cũng tuyệt không phải là kẻ yếu. Thần niệm bàng bạc rất xa đã tập trung vào trên người lôi động. Mặc cho hắn trên trời xuống biển cũng khó có thể thoát khỏi sự truy tung của bọn hắn. Dựa vào tuyến đường lôi động chạy trốn, bọn hắn cũng có thể chăm chú đi theo. Bộ giang như thế, trên cũng không muốn buông tha Về phần không gian pháp tác trì lực, phàm là cường giả hóa thần hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ cả tuy nhiên xích quỷ vương lý giải và lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc cũng không hề chênh lệch với lôi động chỗ thiếu quyết duy nhất chính là thủ đoạn mệnh định pháp tắc cường đại mà quỷ dị như chân Côn thuật bất quá dù vậy lôi động muốn bằng vào những thủ đoạn này bỏ qua bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ nhưng lôi động tự nhiên có thủ đoạn đặc thù của mình nếu không cũng không thể tràn đầy tự tin mà chạy trốn như thế được Đại Kiến Châu vẫn từ phòng phú lại lùi tới với tất cả các vực, các loại tài nguyên nhiều vô số kể. Mà lao động lại có chút ưa thích những thiền đồi chỉ dùng một lần kia. Đơn giản, tiện lợi, hơn nữa giá cả cũng không có cao. Về phần là phù lục, thứ nhất là phù lục đẳng cấp cao rất thừa thớt, thứ hai là lúc sử dụng cần một phần chân quyền để khu động, không có thuận tiện lắm. Lao động tạm thời không có tốn nhiều công phu ở phương diện này thiền địa có linh khí cũng có sát khí từ xưa đến nay sát khí liền bị các chủng tộc tất cả các tu sĩ lợi dụng hoặc sửa chữa thành công pháp khí hoặc là luyện chế thành các vật phẩm tiểu hào uy lực bất phàm giống như vạn vật thiên hạ sát cũng phần âm dương âm được gọi là âm sát dương được người ta gọi là dương sát định nguyện ngôn chính là thân thể âm sát đối với âm sát thứ nhất là có thể hấp thu rất nhanh không có bài xích ngược lại phi thường dung hợp với thân thể chính là một loại thể chất thật tốt để tu luyện pháp thuật loại âm sát. Âm sát thiên lôi cũng là một loại vật tiêu hào lôi động rất thích. Khác với âm sát thiên lôi mà tu sĩ cấp thấp hay sử dụng, âm sát thiên lôi uy được phi thường không tầm thường. Tu sĩ kim đan rất có thể bị đi đời nhà ma dưới một quả âm sát thiên lôi. Mà tu sĩ Nguyễn anh cấp nếu vội vàng không kịp chuẩn bị thì cũng sẽ bị nổ chết cũng không chừng. Đối phó cường giả hóa thần, một quả âm sát thiên lôi đương nhiên không có tác dụng gì lớn nhưng nếu đồng loạt ném mấy quả ra ngoài, thì dù là cương giả hóa thần cũng chỉ có thể chạy trối chết, bằng không thì không chết cũng bị tàn phế. Ngoài ra, âm sát và dương sát, một khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ ăn mòn huyết nhục thần hồn, khiến người ta không thể hào phí đại lượng chân nguyên để áp chế loại trừ. Trên thực tế, lôi động đi đến bước này, âm sát tiên lôi đã từng giúp hắn rất nhiều, thậm chí là nổi lên tác dụng Màng tính quyết định. Bởi vậy lôi động lúc đi qua Đại kiện Châu, thì chỉ cần là hai loại âm dương lượng sát thiên lôi, chỉ cần nhìn thấy liền không buông tha, hắn tích lũy được hơn cả vạn miếng, của cải hao tổn lên đến mấy tỷ linh thạch. Một quả sát lôi vô cùng nhanh chóng bắn về phía sau, không phải đánh người mà lan đổ đi một vài chỗ chống đỡ thông đạo, hoặc là điểm chống đỡ lòng sông Nham Thạch. Trong lúc nhất thời, thông đạo do nhân loại hào phí không ít thời gian mới mở ra được, bị cưỡng ép sông tới, thiền lôi oanh tạc phát thành từng mảnh vỡ, hai cường giả hóa thần truy đuổi đằng sau thì tương đối khổ ép. Động một chút sẽ gặp phải một mảng lớn xích nhàm thạch oanh tạc, hoặc đa sẽ gặp phải một dòng nhàm thạch chảy ngược xuống dưới. Dày vò khiến xích quỷ vương và viêm ma vương chật vật không chịu nổi. Tuy rằng cả hai đều là hóa thần kỳ, lại có thuộc tính thần cận với hỏa diễm, nhưng cũng không thể nào chịu nổi ngàn tấn vạn tấn, vật chất nện xuống như thế. Khoảng cách đang không ngừng bị kéo xa, khiến xích quỷ vương tức giận đến mức liên tục dẫm chân. Xà xà hồ quát lôi động, thầm nghĩ đến chỗ trống trải rồi sẽ tiêu, khiến tiểu tử này đẹp mặt rồi. Nhưng nàng lại không hề biết, cũng may có luyện ngục mà vương và lôi động dị thường kiêng kỵ ở bên cạnh. Nếu không, thì nó không chừng, giờ lôi động cũng không phải là bỏ chạy, mà là suy nghĩ làm sao để phản sát xích quỷ vương và viêm mà vương. Đó thực sự không phải là chuyện không thể làm được, nhất là mấy đại đổ pháo quỷ lợi hại của lôi động. Nếu tụ họp lại, thì uy lực cũng tương đối đáng sợ. Nếu làm tốt thì hoàn toàn có thể một lần kết thúc cuộc chiến. Nhưng hiện giờ, lôi động đại công muốn vì cái nhỏ mà mất đi cái lớn. Nếu khiến luyện ngục ma vương đổi đến sát tâm, thì mình cũng khó mà chạy ra khỏi luyện ngục vực này. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Chỉ là trong lúc thời cơ cá biệt, mặc ra trời đôi động vang lên tiếng âm vang liên tiếp, sau đó xuyên qua khỏi một hạp cốc màu đỏ như một viên đạn pháo, xuyên thẳng vào không trung. Đến lúc này, hắn cũng không chạy trốn nữa, mà lấy hậu cung hào ra. Tọa giám này vốn thuộc về U Minh Quỷ Đế tặng cho Tiểu U. Tiểu U ngược lại giao cho lưu động phòng thân. Đây là kiệt tác của U Minh Quỷ Đế. Lúc ngồi xuống không chỉ thoải mái, dễ chịu, mà còn cực kỳ nhanh chóng, hỏa lực lại hùng mãnh. Tuy rằng không cách nào lực địch cường giả hóa thần, nhưng lại có thể trợ giúp hỏa lực cường đại cho đồng bạn. Về sau, lôi động lại khoanh hai tay, vừa điều tức vừa chờ đợi. Sau gần nửa nén hương, dẫn đầu đi ra từ lòng đất cũng không phải là xích quỷ vương mà là viêm ma vương cùng với luyện ngục ma vương chỉ thấy hai cánh hắn màu đỏ người mặc áo giáp màu đỏ hòa lệ uy phong lẫm lẫm mà rất có khí tức cuồng giá không bị trói buộc thân hình nhoáng động một cái liền đến cạnh cách đôi động không xa có chút kinh ngạc nhưng hơn nữa là thưởng thức nói hảo tiểu tử người quả nhiên rất có thủ đoạn vậy mà có thể đạt tới tốc độ như vậy bật quá người ném ẩm giường thiền lồi lung tung thiếu chút nữa đã trôn bổn vườn dưới mặt đất rồi. Tiền bối cứ nói đùa. Đồ động cười nhạt đấy, cung kính hành lễ mà nói. Tiền bối chính là siêu cấp cao thủ thiên hạ đều biết. Chỉ là huyệt động sụp đổ thì sao có thể làm khó được tiền bối chứ? Ồ, luyện ngục mà vương nhìn thoáng qua, thấy đường phi trù đèn như bực không tầm thường kia, nghi kỵ bất định mà nói. Tàu cao tốc này tự hồ là tọa giá âu yếm của u mình lão quỷ thì phải. Sao lại rơi vào tay của người thế? người có thể nói cho lão phu biết được không? Lôi động lấy ra chiếc phi trù này, đương nhiên cũng ôm mục đích như thế. U ừ Minh Quỷ Đế và luyện ngục Ma Vương, cả hai đều là siêu cấp cao thủ, mà đều khí thế bất phàm, giật có khí tức đế vương. Căn cứ theo lôi động biết, thì hai người họ đã từng lén luận bàn mấy lần, đa số là bất phần thắng bại. Bởi vậy giữa cả hai cũng có chút tình cảm, đều thưởng thức lẫn nhau. Nếu luyện ngục Ma Vương không nhận biết tọa giá này thì không nói, nhưng nếu đã nhận ra, vậy thì lôi động đã tăng thêm một thẻ đánh bạc rồi. Trên thế giới này, cường giả vi tôn. Lôi động tuy rằng không muốn cáo mượn oai hùm, nhưng dưới sự bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện nhất định là phải làm. Phản ứng như thế, đương nhiên khiến lòng lôi động càng thêm chắc chắn một chút, không kiêu ngạo, cũng không hèn mọn, nhưng vẫn bảo trì thái độ cung kính của vạn bối đối với tiền bối, chắp tay mà nói. bẩm tiền bối, phi chung này quả thật là do U mình tiền bối tặng cho, Ê chà chà, lão quỷ này ngược lại thật là hào phóng. Lên trước bổn vương đòi hắn, nhưng hắn lại không có cho. Trên khuôn mặt dữ tận của luyện ngục ma vương lộ ra một tia hầm bộ. Ta ngược lại đã từng ngồi qua nó hai lần. Những cái đình viện kia quả thật rất đẹp. Tiểu tử à, thành thật khai báo, người và lão quỷ đến cùng là có quan hệ thế nào? Hắn là lão quỷ nghiên cứu ra phương pháp đặc thù gì đó, sinh ra con riêng sao? Lôi động ngược lại là bị hắn đói cho dở khóc dở cười lắc lắc đầu nói. Tiền bối ngài cứ nói đùa, ai cũng biết truyền thừa của quỷ tộc không thể dựa vào sinh dục mà ra. Vạn bối và U Minh tiền bối chỉ là giao tình bình thường, được U Minh tiền bối để mắt đến mà thôi. <laughs> lão quỷ kỳ ngược lại, thật khó để bụng một vạn bối như thế. Có thể thấy tiểu tử người hẳn là rất hiểu cách làm người, rất có tiền đồ đấy. Đường ngục ma vương ha hà phát lên cười. Tốt, tốt lắm. Đã là lão quỷ kia coi trọng cơ như vậy, như thế lại đối với người hào phóng như thế. Nói đi, người muốn điều kiện gì mới bằng lòng giao hỏa diễm tình phách cho bổn vương. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đường ngục ba vương chuyển biến thái độ với đồ động cũng không hoàn toàn là vì u minh quỷ đế. Một tiểu tử lợi hại như thế lại có một khối lỗi hóa thần cấp. Hơn nữa, còn có thể thăng song thoát khỏi sự liên thủ đuổi giết của viêm ba vương và xích quỷ vương ngược lại khiến kẻ đuổi giết dị thường chật vật. Quả đó có thể thấy được tiểu tử này rất có tiền đồ. Giao tình với U Minh Quỷ Đế nên hắn biết rõ trình độ bắt bẻ của U Minh Lão Quỷ hơn xả hắn. Có thể khiến cho U Minh Quỷ Đế đối đãi như vậy. Tiểu tử này tự nhiên có chỗ bất phạm. Bật quá, đến tận bây giờ, Luyện ngục ba vương cũng không tin lồi động và U Minh Quỷ Đế chỉ là quan hệ bình thường. Rất có khả năng là quan hệ thầy trò. Luyện ngục ba vương nhìn ra được, tiểu tử này thế nhưng bản thân lại có u minh quỷ thể có lẽ chính vì thế nên mới được lão quỷ coi trọng nếu không dù quan hệ cả hai thế nào u minh lão quỷ có xem trọng hơn nữa cũng tuyệt đối không thể truyền quỷ tộc kỳ thuật như bình thần trên ngôn thuật cho tiểu tử này được nghe nói những lời này lôi động tiền thở dài một hơi dày phò qua lại như vậy thậm chí còn vận dụng một đám âm dương sát khí thiền lôi mục đích là vì cái gì đương nhiên là muốn nói cho luyện ngục ma vương biết mình có đủ thực lực và giá trị chỉ cần luyện ngục ma vương hắn giữ lời không dùng thực lực bức bách hắn như vậy hắn có đầy đủ năng lực và tư cách để qua lại tự nhiên ở luyện ngục vực đây cũng là gián tiếp truyền bột ám chỉ cho luyện ngục ma vương đó chính là luyện ngục ma vương ngươi muốn nghĩ đến thế hỏa diễm tình phách thì cũng được hoặc là tư lợi bội ước cũng được dùng vũ lực để bức ép cũng được hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn chảy máu một lần để mua lại hỏa diễm tình phách thôi. Về phần vũ lực bức khiếp, luyện ngục và vườn người cũng không nhất định có thể làm được. Tiền bối, kỳ thật vạn bối đoạt lấy hỏa diễm tình phách này, giờ cũng có chút hối hận, trả lại cho tiền bối cũng không có vấn đề gì. Lôi đồng giả bộ bày ra bộ dáng vô tội, bắt đầu tranh thủ lợi ích lớn cho mình, thở dài rồi nói. Chỉ có điều, vạn bối gần đây chạy tới Đại Kiển Châu mua xong một ven, tình hình kinh tế vừa vặn có chút thiếu thốn. Nếu tiền bối không kèo kiệt bàn thưởng, vạn bối tất nhiên sẽ rất cảm kích tiền bối hữu cầu tất ứng. Muốn linh thạch sao? Luyện ngục ma vương thầm thở dài một hơi. Còn mẹ nó chứ, con tưởng rằng tiểu tử này muốn dùng một ít trí bảo của luyện ngục ma tộc để đổi đỡ đây. Nếu hắn thực sự dám dùng công phu sư tử ngoạm, cắn chết cũng không buông. Như vậy nó không chừng, mình chỉ có thể xin lỗi u mình lão quỷ một lần thôi. Nhưng nếu là linh thạch, thì lại không đáng để tồn tại như luyện ngục mà vương để vào mắt. Vùng vùng tay lên rồi nói, chuyện này thì dễ xử lý rồi. Nếu hiền chất người đã thiếu đình thạch, lần nữa buồn vương sẽ sai người đưa đến cho người một tỷ linh thạch. Theo hắn thấy, thì một tỷ linh thạch đối với một tên tù sĩ Nguyên Anh Kỳ thì đã là một con số trên trời rồi. Lột động sở sở mũi, lắc đầu cười khổ nói. Tiền bối, vạn bối đã chính tàng nghe được, ngay vì để cho hai tộc xích luyện hỏa xa và hỏa cự nhân rời khỏi tranh đoạt hỏa diễm tình phách đã báo ra cái giá ba tòa thành trì và địa bàn phụ thuộc cùng với một nghìn vạn miếng hỏa linh ngọc cơ mà ngụ ý câu nói này đương nhiên là tài phú ít quá ít còi lão tử là ăn may sao luyện ngục bà vương cũng có chút xấu hổ vốn cho tiểu tử lôi động này chỉ là vô tình nhắc tới việc này ai ngờ đã sớm có dự mưu bật quá việc này quả thật hắn cũng hơi keo kiệt một chút lấy tình huống lôi động có cực phẩm linh quỷ hóa thần khôi lỗi, tọa giá của u minh lão quỷ, thì một tỷ linh thạch, quả thần có chút coi thường người ta. Hắn không khỏi cười khăn hai tiếng rồi nói. hiển chất người chớ có tức giận, không bằng tự người ra giá đi, thống thống khoái khoái, chỉ cần bổn vương cấp nổi, tuyệt đối không nói hai lời. Tiền bối, vạn bối ngược lại không thiếu linh thạch bình thường gì cả. Lôi động bộ dạng hời hợt nói, nếu như tiền bối có thể trợ giúp vạn bối tám bởi biếng tiền linh thạch, cùng với một kiện hỏa diễm tình phách thì có thể đã đạt tới cấp bậc cực dương hỏa là được rồi. Cái gì? Luyện ngục bà Vương thoáng cái như bị người ta dẫm phải đuôi, trưng lớn một đôi ngưu nhãn, mặt cao mà nhìn thẳng vào đôi động. Tiểu tử, người cũng đừng công phu sư tử ngoạm như thế. Nhưng người cho rằng bản Vương dễ kỳ dễ lắm sao? Người cũng biết đấy, bổn vương nói chuyện ồn tổn với người như thế, thuần túy chỉ là xem trên phần lượng của u minh lão quỷ thôi, người cũng đừng có phá đi chút tình cảm kia. Lời nói của lôi động quả thật đã khiến cho luyện ngục mà vương thẹn quá hóa thành giận. Trước tiên không đề cập tới thiền đình thạch, chỉ nói riêng hỏa diễm đình bảo có thể đạt tới cấp bậc cực dương hỏa thôi. Hỏa hệ linh bảo tầm thương có thể phun ra tam bộ chân hỏa cũng đã không tệ rồi. Mà đình bảo có thể đạt tới cấp bậc như thế, không phải cực phẩm đình bảo thì cũng là tiền thiền đình bảo. Một một kiện đều là siêu cấp bảo bối khó có thể dùng linh thạch để mà cân nhắc. Thế mà tên này lại còn dám yêu cầu nhiều như vậy. Toàn bộ luyện ngục ma tộc, thân là nơi có nhiều tài quyền hòa hệ nhất luyện ngục vực. Ngược lại cũng chỉ có ba bốn kiện đình bảo cấp bậc như thế thôi. Nhưng bốn một kiện, dùng bốn chữ giá trị tiền thành cũng không thể hình dung được. Cho dù ức vạn đình thạch cũng khó mà mua được một kiện. Lôi động vừa mới mở miệng đã đòi cấp vật kia. Sao có thể không kiến cho luyện ngục mà vương vẫn độ cho được? tiền bối cứ nói đùa. Lôi động hiện giờ, nếu nói đến thực lực, thì quả thần có chút sợ hãi luyện ngục ma vương. Muốn chạy trốn tự tay của hắn, độ khó rất là lớn. Nhưng sau khi trải qua, hắn và Mạc Gia thảo luận một phen. Trước kia, hắn liền biết được ý nghĩa của hỏa diễm tình phách đối với luyện ngục ma vương hơn xa vào bối tâm thương. Một kiện bảo bối có thể khiến cường giả cấp bậc như hắn tăng lên thực lực và tọa quyền trên diện rộng, có thể không khiến cho hắn điên cuồng hay sao? Lôi động đổi vị trí, suy nghĩ một chút. Nếu hắn ở cương vị của luyện ngục ma vương, thì cho dù phải liều cái mạng già, táng già bại sản, cũng phải đạt cho bằng được cái vật ấy. Bởi vì dựa vào đó, hắn có thể trổ hết tài năng trong các cường giả cung cấp, trở thành cường giả trong vực châu. Đến lúc đó, hộ phòng hoán vũ cũng không phải nói chơi. Đối mặt với cơn giận của luyện ngục ma vương, lôi động cũng đã đoán trước, chỉ dùng cứ khí bình thản dị thường mà nói. Tiền bối, cái gọi là giao dịch tự nhiên là cần giá trị tương đương, người tình tàng nguyện thì mới được. Đinh Bảo có thể phát ra cực dương hỏa, giá trị quả thật là cao. Nhưng nếu vạn bối nhờ người luyện chế hỏa diễm tinh phách này thành Đinh Bảo, thì uy đừng chỉ sợ còn vượt qua cả linh bảo cực dương hỏa một bậc có phải không? Dù đó, dùng để mà đổi một kiện linh bảo cấp bậc cực dương hỏa, sao có thể xem là quá mức chứ? Luyện ngục bà vương cả giận hừ một tiếng. Linh bảo thành phẩm, sao có thể so với hỏa diễm tinh phách được? ngươi phải tìm được tài liệu xứng đôi, ít nhân cũng phải mất thêm mấy chục ức linh thạch. Huống chi, ngươi còn mở miệng ra muốn mươi miếng thiền linh thạch ư. Ngươi cho rằng thiền linh thạch là xích nhàm thạch sao? Đầy đất đều có à? Huống chi, bồn vương tu luyện cũng cần thiền linh thạch. Ngươi cho rằng bồn vương sẽ nguyện ý đưa thiền linh thạch cho ngươi sao? Thầy hắn không thẹn quá hóa giận, đậm tức đánh chết mình. Lôi động điền biết rõ, lần này mình đã thành công rồi. Xem chừng sự coi trọng của luyện ngục ma vương đối với hỏa diễm tinh phách cũng không dưới ước lượng của mình. Đối với hỏa diễm tinh phách, ôm lòng nhất định là phải có rồi. Chỉ có điều, không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu cái giá lớn như vậy được. Đối với đàm phán, thì đôi động cũng đã là một cao thủ. Dưới tình huống đã nắm giữ tin tức và tâm lý của luyện ngục mà vương, sao hắn có thể là bị hù dọa được? Hắn không nhanh không chậm mà nói, tiền bối, lời ấy nói sai rồi. Thiên linh thạch tuy trọng yếu đối với tiền bối, nhưng tôn hào một cái giá lớn vẫn có thể có lại được. Chỉ có điều, ở trong vực này, hỏa diễm tình phách chỉ có một quả. Tin rằng nếu chỉ đánh chết một hỏa diễm quyền tố hóa thần kỳ, thì không thể nào chiếm được hỏa diễm tình phách. Nếu không, tiền bội đã sớm động thủ đi đánh chết viêm ma vương rồi. Cần gì phải dày dừa với hắn cơ chứ? <laughs> Tiểu tử người, có phải là cho rằng bổn vương nhất định phải có hỏa diễm tình phách này không? Luyện ngục ma vương cố làm ra vẻ, lộ ra khí thế ngập trời người lấn bổn vương quá đáng. Bổn vương tha rằng không muốn hỏa diễm tình phách nữa, cũng muốn tiểu tử gây trả một cái giá lớn, khó có thể tưởng tượng. Ồ, oh, tiền bối là muốn tử lợi bội ước, muốn đốt lời sao? Lôi động giả bộ giật mình. Theo như lời tiền bối trước kia, vạn bối đã dùng hỏa âm phù ghi chép lại toàn bộ rồi. Vạn bối mặc dù không có buồn sự gì, nhưng mặc dù thần vẫn, trong thời gian ngắn, cũng có thể khiến tất cả cao thủ trong vực châu biết được chuyện xấu của tiền bối đấy. Luyện ngục ba vương đổi giận khi thấy cường đại hùng hán mà áp chế về phía lùi động. Muốn động thủ giết người rồi đây. Nhưng hắn lại nhịn xuống được. Tiểu tử họ lôi này cũng không phải là mặt hàng bình thường. Không chỉ có thực lực không tầm thường mà năng lực bỏ chạy còn rất là mạnh đấy. Mặc dù bản thân của luyện ngục ba vương cũng không nắm chắc có thể đánh chết hắn ngay. Một khi động thủ, chuyện liền sẽ lập tức không thể khống chế được. Bất kể là tiểu tử này bỏ chạy hay là hắn dưới tình huống biết không địch lại mà bóp vỡ hỏa diễm tinh phách thì đều là kết cục mà luyện ngục ma phương không cách nào tiếp nhận cả. Tiền bối an tâm chớ vội, muốn nói vạn bối công phù sự tử ngoạm quả thật là hơi quá. Lưu động hôm nay ôm hai tay, một bộ khí định thần nhàn rồi nói. Nhưng với những thu hoạch của tiền bối, những thứ của vạn bối chẳng qua chỉ coi như giả lồng mà thôi. Hừm, chỉ một miếng hỏa diễm tinh phách thôi cũng không trần quý như người tưởng đâu. Luyện ngục ma vương tức giận hừ lạnh, hào cảm trước kia đối với đội động đều đã tiêu tán hết, cố gắng giảm xuống giá trị của hỏa diễm tinh phách. Đối với người ngoài, thì hỏa diễm tinh phách này tuy rằng là trân quý, nhưng quả thật không có giá trị như vạn bối nói đâu. Lôi động thành đạm nhàn vân nở đủ cười, không nhanh không chậm nói. Chỉ là đối với tiền bối thì lại không nhất định. Nếu thành công luyện chế trong một hỏa diễm quần chủ phần thần, sợ đa không chỉ có cách cục của luyện gục vực phải thay đổi, mà ngay cả thế cục của các vực châu đều vì sự cường đại của tiền bối mà sinh ra biến hóa vì diệu mất. Cái gì? Luyện ngục mà vương cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng bí thuật mà mình thu được trong một di tích của cao đẳng mà tộc bị chiến tranh phá hủy dưới đời này chỉ có một mình mình biết. Nhưng lại không ngờ, tiểu tử này không chỉ chiếm lấy bảo bối của mình mà còn biết rõ việc này nữa. Trong lúc nhất thời, sang phản vốn có chút khó coi trở nên đặc biệt âm trầm. Lôi tiểu tử, người đến tột cùng biết bao nhiêu chuyện chứ? Tiền bối không cần để trong lòng, vạn bối biết có hạn thôi, chỉ là từ trên sách cổ biết được công hiệu của vật ấy thôi. Lôi đồng dùng ngữ khí thành khẩn giải thích mà nói, dù sao lúc trước cao đẳng ma tộc bắt nhiều hỏa diễm nguyên tố hóa thần cấp như vậy để làm thí nghiệm, cũng còn như huyền náo một hồi. Vạn bối dám đánh cược, phần thần bí thuật của tiền bối đã đến từ cao đẳng ma tộc. Bật quá, tiền bối kính xin hãy yên tâm vạn bối tuy rằng biết được bí văn này nhưng tuyệt đối không biết được bí thuật chính thức ngoài ra vạn bối mới chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ tu vi thực lực xa xa không đủ đến tình trạng để treo chống vạn bối phần điệt thần hồn luyện chế phần thần tư duy nhân khiến vạn bối hơi hiếu kỳ chính là tiền bối tuy rằng chỉ là siêu cấp cường giả hóa thần trung giai, nhưng trên lý luận mà nói nguyên thần vẫn không đủ thành thục khó có thể thừa nhận phần điệt mới phải chứ luyện ngục ma vương khiếp sợ trở nên hơi buồn lòng một chút dùng thân sắc phi thường cưng trọng nhìn chăm chăm vào đôi động việc này không nằm trong phạm vi giao dịch của ngươi bật quá ngươi lần đợt vượt quá dự đoán của bổn vương quả thật khiến bổn vương vừa yêu lại vừa hận bổn vương có thể đáp ứng điều kiện của ngươi bật quá bổn vương tuy rằng là tộc trưởng của luyện ngục ma tộc nhưng cũng khó có thể gom được 80 miếng tiền đình thạch ngươi có bằng lòng giảm bớt một chút không coi như đại hạ giá đi từ khi hắn nghe đội động nói ra hỏa diễm quân chủ phần thân, hắn đến biết được nếu muốn dùng một cái giá thấp bắt tiểu tử này giao ra hỏa diễm tinh phách thì chẳng khác nào khó hơn lên trời. Tiểu tử này bản thân không có biện pháp, cũng không có bổn sự đi luyện chế hỏa diễm phần thân. Rõ ràng là muốn đầu cơ kiếm lợi, muốn kiếm lợi một khoản từ trên người của mình rồi. Tình huống đích thật là như vậy. Thiền đình thạch dù trân quý, nhưng đó cũng đã vật ngoại thân. So ra thì kém ra thực lực mình bạo tăng Và tạo nguyên tăng lên trên diện rộng Vậy thì tiền bối nói đi Vạn bối chỉ cần tiền bối xuất ra Thiền tình thạch cực hạn của mình là được Lội động cáo giả trịnh trọng nói Lại nói tiền bối là người rất trọng Hứa hẹn Vạn bối tôn kính tiền bối Chỉ cần tiền bối nói Cực hạn có thể lấy ra bao nhiêu Vạn bối tất nhiên là tin tưởng Lội ngục ma vương trong lòng nhỏ máu một hồi Thâm bắn tiểu tử người cũng quá tầng bốc lão tử rồi nhìn bộ dáng tiểu tử người thật là trung thực, nói gần nói xa, Đồng một chút là một tiếng tiền bối. Ai ngờ, mải đào cũng quá nhanh đi, cắt thịt cũng cắt thật độc. Bật quá, nếu trong lòng đã chuẩn bị tư tưởng phải xuất huyết, thì vậy cũng không sao cả. Dịch quỷ vương và viêm ma vương cũng sắp đột phá phòng tỏa chạy đến đây rồi. Nếu để cho các nàng biết được bí mật hỏa diễm quân chủ phần thần, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều trắc trở. Đã có chuẩn bị tâm tính như thế, Lượng ngục ba vương cũng không có tâm tư lấy miếng thiền tình thạch ra để mà lừa dối, có chút khó chịu nói. Nói chính xác cho người biết, thiền linh thạch, bồn vương có thể lấy ra tổng cộng có 73 miếng, nhiều hơn một miếng cũng không có. 73 miếng sao? Lượng động vui mừng quá đỗi. Lượng ngục ba tổng không hổ là cường tộc thành danh lâu năm trong luyện ngục vực. Mà lượng ngục ba vương này không hổ là siêu cấp cường giả, không ngờ có thể một hơi xuất ra 73 miếng thiền linh thạch. Phải biết rằng, mặc dù là tà phượng tương đối giàu có, số tiền linh thạch có được cũng chỉ có hai ba mươi miếng thôi. Mình vẫn nhất tộc, thực lực tổng hợp, quả thật thấp hơn luyện ngục mà tộc một động Bản thân lôi động thông qua một loạt hành động ở Đại Kiển Châu, tổng cộng cũng thu thập được tám miếng thiền tinh thạch. Như thế, hắn tổng cộng đã có được tám mươi một miếng thiền tinh thạch. Nếu như tiếp tục chắp vá, gom góp, có thể tập hợp đủ để mở ra động thiên phúc địa của mình rồi. Mà động thiên phúc địa lại có thể tranh thủ thời gian rất lớn cho mình. Đó không chừng trước khi đi quang bình vực còn có thể là khiến tu vi của mình đề cao một giai tầng nữa. Về phần điều thiên linh thạch hơn nữa thì nội động ngược lại cũng có tầm từ giống luyện ngục ma vương. Không muốn vì mấy miếng thiên đình thạch mà là làm hỏng bất đại sự. Huống chi lợi thu nhập này đã vượt xa tưởng tượng của nội động rồi. Thì ra nguyên lai cho rằng nhiều nhất có thể kiếm được ba bốn mươi miếng là đã thỏa mãn lắm rồi. Tốt tốt lắm. Lưu Động trịnh trọng nói, giao dịch đầu bạn đạt thành. Có thể nói, 73 miếng tiền linh thạch, cộng thêm một kiện linh bảo có thể phóng ra cực dường hỏa. Về phần địa điểm giao dịch, bạn bối vì suy nghĩ có an toàn tánh mạng của mình, nên nhất định phải là nơi giao giới giữa luyện ngụng vực và U Minh Quỷ vực. Cũng bởi U Minh Quỷ đế, ta phượng, hai đại cường giả hóa thần với tư cách giám sát. Tiền bối, xin ngài đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu không có điều kiện này, bạn bố tuyệt đối không dám giao dịch với tiền bối đâu. Ngươi! Đời ngục mà vương thấy hắn không tín nhiệm mình như thế, vô thức có chút tức giận, nhưng trở lại bình tĩnh ngay. Theo như lời tiểu tử này nói, nếu sau khi giao dịch xong mà mình trở mặt, thì tiểu tử này chỉ sợ, thật sự phải khóc không ra nước mắt rồi. Hắn cũng cẩn thận ngẫm lại. Đến cùng, sau khi giao dịch, mình có tìm tiểu tử này gây phiền toái không đây? Nghĩ tầng nghĩ lùi, hắn cũng không cách nào xác định được hắn là tỷ lệ 5 năm tốt đường ngục mà vương hít một hơi thật sâu ta có thể đáp ứng điều kiện này của ngươi nhưng bổn vương cũng có một điều kiện nhỏ lúc có u mình lão quỷ bảo đảm thì ngươi phải ở trong phạm vi bổn vương có thể khống chế nếu không bổn vương lo lắng ngươi sẽ lật đọng chỉ cần hòa diễm tinh phách đắc thủ thì mọi chuyện đều dễ nói cả có thể kinh xin tiền bối an tâm vạn bối tùy rằng không có địa vị cao tu vị cường đại như tiền bối lôi động cũng nghiêm mặt nói nhưng từ trước đến nay vạn bối đều làm một người hết sức tuân thủ hứa hẹn. Quang chi, bất luận đã vạn bối cũng tốt, u bình tiền bối cũng thế, nhu cầu đối với hỏa diễm tình phách cũng không có lớn. Chuyện đó gần đại đã có lý, lượng ngục ba vương sau khi liên tục tự hỏi cũng là cảm thấy trong lòng không có vấn đề gì cả. Cơ hồ ngay sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, xích quỷ vương hóa thân thành thiếu nữ nhà bên và viêm ma vương nhào nhào chùi ra từ trong huyệt động. Từng người kinh sợ mà nhảy ra, bộ dáng thật chật vật luyện ngục ba vương so với đôi động đã chậm hơn chừng nửa nén hương mà hai người các nàng lại chậm hơn nữa không giống như lúc luyện ngục ba vương đi ra bộ dạng khí định thần nhàn bộ dáng tiểu sái không nhiễm một hạt bụi hai vị này hình tượng chỉnh thể lại chật vật không chịu nổi Hiện nhiên dưới thế công của đôi động họ đã gặp phải không ít tai nạn vừa ra tới xích quỷ vương điển như một ả đàn bà tranh chua trừng mắt về phía đôi động tiểu tử bổn vương không giết người thì xích quỷ vương cầm miệng luyện ngục ma vương khoanh hai tay trực tiếp khiển trách cắt đứt ngoan thoại của nàng có mấy lời không nói ra còn tốt nếu nói ra rõ rồi chỉ sợ rất khó xong việc ma vương xích quỷ vương kinh ngạc dị thường sắc mặt có chút bất mãn nhìn về phía tuyển ngục ma vương tiểu tử này giết nữ nhi của ta còn đoạt hỏa diễm tình phách của người nữa nếu không giết hắn thì danh vọng của hai người chúng ta trong tuyển ngục vực tận sẽ bị đả kích rất lớn luyện ngục ma vương trong luyện ngục vực thuộc về loại tuyệt đại cường giả khiến các tồn tại như giết quỷ vương phải dị thường kiêng kỵ nhưng lúc nhất trí đối ngoại thì luyện ngục ma vương lại là tồn tại tự như định hải thần trầm vậy trong một vực tồn tại như luyện ngục ma vương thường thường không thể thiếu được nếu không cả vực sẽ bị lầm vào địa vị thấp bị khỉ dễ đây chính là chuyện nhất vinh cầu vinh nhất tổn cầu tổn bởi vậy đối với luyện ngục ma vương xích quỷ vương vừa kính lại vừa sợ. Một khi hắn đã mở lời thì rất có phần lượng. <laughs> giết hắn sao? Xích quỷ vương, nếu người không kéo theo viêm bà vương, có bản lĩnh một mình giết chết lôi động, bột vương sẽ phục gợi sát đất, cắt nhường cho ngươi mời tòa thành trì, tùy ngươi chọn. Luyện ngục bà vương khí tràng bời phần, khí phách phi phạm rồi nói. Cái này... Xích quỷ vương cảm thấy không biết nói gì. Bản thân của nàng làm sao có thể làm được như vậy? Chiến đấu lúc trước đã chứng minh tiểu tử họ lôi này chẳng những có một đầu khôi lỗi hóa thần cấp thực lực không tầm thường mà các loại thủ đoạn còn tầng tầng lớp lớp thực lực cường đại lại cực kỳ xảo quyệt nếu độc đấu thì giết quỷ vương tự biết mình không có bản lĩnh giết chết tiểu tử này nhưng nàng lại cảm thấy không phục tức giận hừ lạnh mà nói mà vương tiểu tử này bất quá chỉ là nhân loại nguyên anh kỳ thôi không phải là ỷ vào một hóa thần khôi lỗi sao ỷ vào hóa thần khôi lỗi ư Luyện ngục mà vương cười lạnh liên tục nói. khổ lỗi chiến tổng phần thần quỷ bọc tình bảo phù lục. Nếu như đều là một loại bộ phận của thực lực cả. Nếu người ngay cả việc này còn không hiểu, còn làm cái gì nhất tộc chỉ vương chứ? Trong Phật Châu, chẳng lẽ là chỉ có mỗi mình lôi động là dựa vào hóa thần chiến lực mà đưa phần thân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong sao? xin quỷ vương cũng không phải bổn vương xem thưởng ngươi, nhưng nếu người không sửa tật xấu không phóng khoáng này, thì sớm muộn cũng có một ngày xích luyện hỏa xà nhất tộc sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy trên thực tế hỏa diễm tinh phách sắp đến tay luyện ngục ma vương luyện ngục Ba vương đã bắt đầu là xem các tộc trong luyện ngục thành thế lực của mình rồi không giống với trước kia lúc nào cũng ở trạng thái cạnh tranh tài quyền cả luyện ngục Ba vương cũng không muốn xích quỷ vương quá mức trở mặt với tiểu tử lôi động này dù sao tiểu tử này chẳng những thực lực ca nhân cường đại mà lại có quan hệ phi phạm với một đám cường giả của u mình quỷ vực nữa chứ Ủ mình đảo quỷ thì không phải nói tiểu tử này tìm người chứng kiến lại tìm ta phượng của mình phượng nhất tộc việc này khiến luyện ngục mà vương cũng có chút giật mình dù sao hắn cũng rõ mình phượng nhất tộc và quỷ tộc chính là thế lực đối địch giữa hai cường giả hóa thần cũng không hữu hảo cho lắm nếu tiểu tử này có giao hảo với cả hai thế lực thì có thể nào hai tộc vì thế mà chấm dứt quan hệ đối địch ngược lại liên thủ với nhau không như vậy thế cục của toàn bộ u mình quỷ vực sẽ thay đổi bất ngờ rồi. Càng nghĩ, lại càng thấy tiểu tử này thần bí mà quỷ dị. Thế cho nên, sau khi bị tiểu tử này rào trá, luyện ngục bà vương theo bản năng cũng không muốn đối địch với hắn. Thần là nhân vật mang tính đại biểu cho luyện ngục vực. Việc mà luyện ngục vực mà vương đều đã phải cân nhắc, thường thường nhiều hơn người khác một chút. Ít nhân giờ đã trả giá một cái giá lớn như vậy để lấy được hỏa diễm tình phách rồi. Cần gì phải trở mặt với đội tiểu tử nữa chứ? Rất nhiều chuyện nếu đổi lại phương hướng suy nghĩ một chút thì sẽ xuất hiện cách nghĩ và kết quả hoàn toàn bất động. Cùng hắn vì phải xuất huyết nhiều mà đối địch với lối tiểu tử còn không văng xuất huyết nhiều đã thể hiện ra sự hào phóng và phong độ của luyện ngục ma vương hắn thuận nước dòng thuyền giao hảo đầu tư cho tiểu tử này một chút ngày sau có lẽ hắn còn có thể giúp mình chút gì đó kỳ thật loại ý nghĩ này của luyện ngục ma vương cũng rất bất đắc dĩ tự như câu nói mà đời trước đôi động thường xuyên nghe được. Gọi là đã không cách nào chống cự, cường gian, thì không bằng nó cứ thành thành thật thật mà hưởng thụ, tránh khỏi gặp không may. Còn khiến trong lòng mình không thoải mái nữa chứ. Tội tình gì vậy? Mà vương, chẳng lẽ nói thù của nữ nhi xích vĩ ta không thể báo sao. Xích quỷ vương sắc mặt lạnh lẽo, tự hồ tràn đầy tức giận. Xích quỷ vương nói cho người một tiếng, từ hôm nay trở đi, lôi tiểu tử này do Bồn vương bảo hộ rồi. Khi thế của luyện ngục mà vương cũng thoáng cái trở nên bửu hãn. Nếu người dám đụng đến nửa sợi lông của hắn, Bồn vương không ngại tự mình xuất tĩnh luyện ngục mà quân đi gặp xích luyện đại quân của người đâu. Suy quỷ vương tuy rằng tự nhận xích luyện quân rất cường đại, nhưng cuối cùng muốn so với luyện ngục mà quân thì phải thua kém mấy phần. Hơn nữa, nếu so đích thần luyện ngục mà vương tự mình mà dẫn đội, thì trận này cũng không cần phải đánh nữa, chắc chắn toàn thắng dưới sự bức hiếp của ba vương xích quỷ vương coi như bản thân có khổ cũng không thể nào phát tiết Miệng đã ủy khuất nuốt vào trong bụng nàng rất rõ lường ngục ba vương từ trước đến nay đều là người nói được làm được đến lúc đó nếu thực sự bị hắn xuất định đại quân đánh tới nàng xích tiêu bảo tuy rằng không nhất định có thể công phá xích tiêu bảo đã có lịch sử lâu đời nhưng chỉ cần bị vây quanh vậy thôi thì xích luyện hỏa xà nhất tộc sau này phải khổ sở rồi bên ngoài nhiều thành trì linh thạch khoáng sản như vậy, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều phải chắp tay nhường cho luyện ngục ma tộc sao? Trong lúc nhất thời, sĩ quỷ vương quả thật đã bị dọa, không dám động thủ với đội động nữa, chỉ vô cùng oán độc nhìn chằm chằm vào hắn. Tốt rồi, tốt rồi, sĩ quỷ vương, người cũng không phải là chỉ có một con gái. Luyện ngục ma vương thấy đã chấn nhiếp được nàng, nên trung quy cũng có chút thỏa mãn. Kế hoạch của hắn là chờ sau khi thành công tương lai giết quỷ vương cũng sẽ là tâm phúc dưới trướng của hắn, nên sau khi triển ép liên bắt đầu lôi kéo. Tuy nói tiểu nhà đầu xích vĩ kia tư chất không có tệ, bị người coi là người thừa kế, nhưng dù sao người vẫn còn trẻ, thành ngán ra nhiều thêm mấy đứa. Trung quy cũng xem một tiểu nhà đầu có tư chất tốt. Đến lúc đó, người lựa chọn người thừa kế hợp lý, bốn vương sẽ nhận nàng làm con gái nuôi, cảm toàn không có ai dám khi dễ nàng ấy nữa. Sư quỷ vương kinh ngạc, không ngờ luyện ngục ma vương lại nói ra những lời này. nếu con cái mình mà trở thành con đuôi của ma vương, thì việc này ngược lại là có chút nhân họa Đắc phúc. nếu thực sự có thể dính vào luyện ngục ma tộc, vậy thì tương lai sẽ có trợ giúp lớn lao với bổn tộc. chỉ có điều đây có phải là sách lược xa thần gần đánh phần liệt sợi tái của luyện ngục ma phương không? trong lúc nhất thời, siêu kỳ vương vốn có lòng nghi ngờ rất nặng, liền nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, sớm đã biết nữ tính của xích luyện hỏa xả nhất tộc bệnh đàng nghi đều rất nặng luyện cục ma phương cũng không quản nhiều Chỉ cười rồi nói nếu người không nguyện ý cũng không sao đến lúc đó người lại tuyển một người thừa kế sau đó bổn vương sẽ đích thân đi đến xích tiểu bảo tăng cho lệnh ái một phần đại đế chuyện đó ngược lại nói rất thực lòng vậy thì xin cảm ơn ma phương rồi nếu là người mà ma phương người tự mình muốn bảo vệ vậy thì xích quỷ ta sẽ cho người mặt mỗi một lần tâm tình bi thống mà phẫn nộ của xích quỷ vương cũng tôn đền được một chút. Dù sao, người nàng phải đối mặt không chỉ là một siêu cấp cường giả, có thể một mình chống đỡ hai ba người như nàng, mà phía sau hắn còn có một luyện ngục mà quần cường hãn đến dị thường nữa. Nếu hải tộc thực sự giao phong, xích quỷ vương nàng cơ hồ có có thể tìm được phần thắng. Trên thực tế, nàng nếu thực sự muốn tìm lôi động báo thủ thì cũng rất khó. Gọc trệ đối phương không ở luyện ngục vực, muốn chạy thì chạy, vài năm không đến luyện ngục vực cũng không có sao. Chuyện ấy là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng nàng muốn rời vực đi truy đuổi hắn, đó là tự tìm đường chết rồi. Bởi vì ở trong bản vực, không dựa vào sức luyện quân dưới trướng cũng đã không làm gì được tiểu tử này. Có một bậc thang để đi xuống, trung quy vẫn tốt hơn rất nhiều. Người ta dù muốn nghỉ luận thì cũng sẽ nói vì bị luyện ngục ma vương áp chế nên nàng mới không cách nào báo thủ mà không phải là xích quỷ vương nàng không có năng lực báo thù cho con gái dưới đủ loại nguyên do cái chết của xích vĩ cuối cùng cũng bị người ta bỏ qua trên thế giới này mặc dù là cường giả hóa thần kỳ thì có đôi khi cũng không cách nào làm theo ý của mình muốn làm gì thì làm đó được từng cường giả hóa thần trên người đều mang theo rất nhiều thứ xích quỷ vương thối đuôi khỏi hành động nhắm vào lôi động vì ma vương cũng không dám một mình đi vô trầu hùm của luyện ngục ma vương Tuy nói hắn có chút ngờ ngạch, có chút nóng nảy, nhưng không phải là đồ ngốc trần tránh. Thế tình thế tựa hồ có chút không đúng, liền bắt chuyện với luyện ngục ma vương. Cái kia, luyện ngục ma vương là mà ta đi trước đây, đã rất lâu chưa về nhà nhìn một chút rồi, không biết đám rành còn kia giờ đây ra sao nữa. Vừa dứt lời, liền hóa thành một hỏa cầu vội vàng bay đi. Hiện nhiên, hắn đã bị giam giữ nhiều năm như vậy. Cộng thêm hiện giờ, Hòa diệm quân chủ đã xong đời, nên đã có chút không nhịn được muốn tập hợp lại mấy tánh mạng nguyên tố mà hòa diễm quân chủ lưu lại rồi. Viên bà vương cũng đã chịu thiệt rất nhiều, nên cũng có kinh nghiệm. Hắn rất rõ đạo lý, nhất tốt hắn tàm cái bằng. Nếu không có thế lực và quân đội mạnh mẽ, thì mặc cho thực lực cá nhân có cường hắn đi thế nào chăng nữa, trên thế giới này cũng khó mà lăn lộn, sớm muộn cũng sẽ bị gợi các tiêu diệt như dã quái thôi. Xích quỷ vương trung quy cũng không có biện pháp hùng hằng trừng mắt liếc lôi động, sau đó liền cáo từ luyện ngục ma vương. Đến tận đây, liên chỉ còn lại lôi động và ma vương thôi. Mấy tháng về sau, tại một khu vực truyền tống giữa luyện ngục vực và u minh quỷ vực đã bị luyện ngục ma vương hạ lệnh cấm rõ ràng. Lúc này trong phạm vi này chỉ còn lại trải rác mấy người, nhưng trong mấy người này, ngoài trừ lôi động ra, từng người đều là thế hệ lừng lẫy, chỉ dậm chân thôi cũng đủ kiến vực châu run rẩy những người này phân biệt là tộc trưởng của luyện ngục ma tộc, luyện ngục ma vương, cường giả u minh quỷ vực, u minh quỷ đế, cùng với tộc trưởng của minh phượng nhất tộc Tà phượng, cùng với hóa thần u minh huyền xà đi theo bên cạnh Tà phượng. Về phần lôi động, tuy rằng trong các cường giả đỉnh cấp của vực châu còn không có thành danh rõ ràng, nhưng dưới tình huống sau lưng hắn có một khối lỗ hóa thần cấp thì cũng không có ai dám khỉnh thưởng hắn cả. U minh tiền bối, Tà phượng tiền bối đã tả các người đến trợ trận đồ động cung kính hành lễ, thân thái vô cùng thành khẩn. Trên thực tế, lòng hắn quả thần cũng phi thường cảm kích. Những người này nhận được tin của hắn liền đến đây ngay. Hơn nữa, chỗ này tuy là chỗ giao giới, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thế lực của luyện ngục vực. Có thể nói, đã mạo hiểm rất lớn rồi. Ô Minh Quỷ Đế vẫn mang lại cảm giác cao thầm mạc trắc như trước. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua hóa thần khôi lỗi sau lưng đồi động. Cũng không chấn động quá lớn, không nhanh không chậm mà nói. Lôi động, trong tin tức của người gửi đến, người đã nói là làm một hồi giao dịch công bình với luyện ngục lão ma, mời ta đến để chứng kiến. Người trung thực nói cho ta biết, có phải là luyện ngục lão ma này dùng vũ lực để áp chế người không, khiến người không thể không trái lương tâm mà thực hiện giao dịch. Nếu đã như thế, trẫm sẽ thành người xuất đầu. Tà Phượng cũng đã sắc mặt bất thiện, lườm luyện ngục ma Phượng trịnh trọng nói, đúng như vậy, lôi động, giờ ngươi không cần phải sợ hãi, Ta đã tập kết 5.000 bình phượng đại quân ở biên giới. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể truyền tống tới chiếm cứ hạp cốc này ngay. Nếu lão mà này dám bức hiếp ngươi, mặc dù là phải cai chiến, thì ta phượng cũng sẽ không đáp ứng. Luyện ngục ma vườn biến sắc, tuy rằng sớm đoán được đồi động và u minh quỷ đế cũng với ta phượng có quan hệ rất sâu, nhưng lại không gỡ tới. Hai vị kia có thể vì tiểu tử này mà không tiếc khai chiến với luyện ngục vực. Đây là chuyện luyện ngục ma vương không muốn gặp nhất. Giờ nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là tranh thủ thời gian lấy được hỏa diễm tình phách, tu luyện thần công thật nhanh, xưng bá luyện ngục vực. sắc mặt tuy biến hóa, nhưng lại nở đủ cười cởi mở. u mình lão quỷ, còn có tà phượng cô nương, chẳng đại trong mắt các người, thể diện của lão mà ta lại không đáng tiền như thế sao? Uống chi, nếu các người đã có quan hệ không cạn với tiểu tử họ lôi này, thì cũng nên nói rõ tiểu tử họ lôi này lợi hại xảo trá thế nào chứ? Ta coi như muốn bức kiếp cũng không bức kiếp được, quan trọng là tiểu tử này vốn là làm mua bán không vốn. Thứ đó vốn là thuộc về lão ma ta. Lão ma ta sẽ muốn dùng tiền mua về. Các người đừng có thế có được không? Nói về sau đó, vẻ mặt tiền khổ bức. lượng ngục ma vương cũng thật biết giả vờ. Sang mặt hơi khẩn trương của tà phượng thả lòng một hơi, rồi lật hồi tưởng trở lại kinh nghiệm ở chung với tiểu tử đôi động này. Tình tế nghĩ đến, hắn quả thật là nhân vật không chịu thiệt thòi đối với lời của ma vương cũng đã tin bài tám phần. Tức giận trừng mắt, điếc lồi động. Thầm nghĩ tên này ngược lại thật có tiền đồ. Ngay cả đồ của luyện ngục đạo ma cũng dám đoạt đi. Càng có tiền đồ hơn chính là có thể khiến cho lão ma không có biện pháp nào còn phải thông qua phương pháp giao dịch để mà mua về nữa. U Minh quỷ đế cũng kinh ngạc không thôi, liếc nhìn lôi động, thầm nghĩ tiểu tử này cũng thật có thể là gây chuyện đấy, Cướp của đồ ở trên đầu đạo ma nữa chứ. Bật quá, khiến ô minh quỷ thế kinh ngạc chính là lôi động vậy mà lại có một khối đổi hóa thần cấp cũng dựa vào đó mà bước chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong tuy nói u minh quỷ thế cho tới giờ đối với lôi động đều hết sức coi trọng nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được hắn bước vào hàng ngũ đỉnh phong lại nhanh như vậy nữa cũng khó trách ngay cả luyện ngục lão ma cũng có chút kiềng kỵ với hắn đối với chuyện này sau mặt lôi động lại có vẻ hơi kích động lại cung kính hành lễ với hắn mà nói đa tà hai vị tiền bối lo đắng mà vương tiền bối cũng không khó xử vạn bối trong nội dung giao dịch nội dung giao dịch song phương cũng đã bản tốt cũng đều được hoàn thành trong hữu hảo cả ta vượng đối với việc này ngược lại không quá mức kinh ngạc dù sao nàng biết rõ thủ đoạn của nội động cái gọi là hữu hảo hiệp thương giao dịch công bình đều phải được thành lập trên trụ cột thực lực song phương không sai biệt lắm nếu không thì chỉ có đủ loại điều khoản tràn ngập quất nhiều quả thôi lôi động hiện giờ cũng không cần nói dối. Nói cách khác, thực lực của hắn thực sự đã đạt đến tình trạng, ngay cả luyện ngục ma vương cũng không thể khống chế được rồi. Chuyện ấy ai cũng biết. Luyện ngục ma vương nghe vậy cũng hơi buồn lòng một hơi. Tuy nói tiểu tử lôi động này một lần ép mình một số tài phú thật lớn, nhưng bất kể nói như thế nào, cũng là một gia hỏa rất nói dành dự. Cũng không cố ý nâng giá thêm. Tiểu tử này ngược lại là một nhân vật. Sau này, nó không chừng còn có cơ hội liên hệ với hắn nữa nếu giao dịch của hai vị đã là được thành lập dựa trên cơ sở công bằng vậy thì các ngươi tự giao dịch đi nội dung cũng không cần để chúng ta biết u ừ minh quỷ đế cuối cùng cũng là một đời siêu cường bá chủ khí độ phi phạm tốt 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 lỗi tiểu tử tư người muốn bổn vương đã sai người chuẩn bị thỏa đáng rồi đường ngục ma vương tựa hồ đã sớm không kiểm chế được ném ra bên ngoài một chữ vật giới trị không có thần hồn lạc ấn người tự mình kiểm tra một phen đi lôi động đương nhiên không chút khách khí, dùng một tia thần điểm xâm nhập vào giới trị, quét qua, quả nhiên tới được 73 miếng tiền linh thạch. Những tiền linh thạch này, mỗi miếng đều như cái tình xinh đẹp, hoàn mỹ không tỉ vết, nó thay ngén ra linh khí bảng bạc. Cực phẩm linh thạch mà lôi động dùng quen lúc trước, xa xa không thể đánh đồng với vật này được, cũng là có trách. Chào giá bình thường cũng đã 300 triệu linh thạch một quả, còn rất khó mua được nữa đấy hắn bất động thanh sắc chuyển rời bảy mươi ba miếng tiền đình thạch kia vào trữ vật giới chỉ của mình. Hôm nay, tiền đình thạch dự trữ của đội động đã đạt đến 81 miếng. Cách 108 miếng để lần nữa mở ra động thiên phúc địa chỉ còn thiếu 27 miếng mà thôi. Hiệu dụng của động thiên phúc địa, lội động đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ ràng, chính là một bảo bối vô cùng cường đại. Chỉ trong thời gian ngắn, nền kiến thực lực của bọn người lội động được đề cao một mảng lớn, duy nhất hơi đáng tiếc chính là điều kiện mở ra động thiên phúc địa quả thực hơi khoa trương trọn vẹn cần 108 miếng tiền tinh thạch phải biết rằng vương châu hiện giờ tài nguyên phi thường thiếu thốn ngay cả tồn tại như luyện ngục ma vương cũng chỉ có thể xuất ra hơn 70 miếng mà minh vượng nhất tộc cũng có thực lực không tầm thường cũng chỉ dự trữ hai bị ba miếng mà thôi có thể thấy được muốn mở động thiên phúc địa lần nữa đến cùng khó khăn đến mức nào rồi Ngoài trừ thiên linh thạch ra lôi động còn rất quan tâm đến một kiện bảo bối khác nữa, đó chính là đỉnh bảo có thể đạt đến cấp bậc cực dường hỏa. Lôi động quét qua trữ vật giới chỉ, liên tới được lưỡng kiện đồ vật nằm yên ắng một góc trong trữ vật giới chỉ. Thứ nhất là một đỉnh lô phong cách cổ xưa, không biết do thứ gì tạo nên. Nhưng theo ánh huỳnh quang và ký tức nó lộ ra mà văn đoán, thì vật ấy sợ rằng là bất phàm. Mà một cái khác lại là một linh bảo bề ngoài kỳ lạ, giống như pháo lại không phải pháo, giống như nọ lại chẳng phải nỏ Toàn thân hiện lên màu đỏ phong cách cổ xưa mà trầm trọng. Miệng nòng đến cuối, điều khắc là lên một con rồng lần giáp màu đỏ, giường nành búa vút. Nó giữ tợn mà uy nghiêm, miệng ngậm một hạt trồng màu đỏ. Không dám xem xét vật ấy là gì. Lôi đồng đến khẽ động thần điệm, trực tiếp lấy vật ấy ra. Đục vừa cầm vào tay, thì sắc mặt u minh quỷ đế điền hời đổi, có chút giật mình. Làm sao có thể? Đây là xích diễm lòng pháo. Lão mà, hẳn là điên rồi ngay cả bảo bối thành danh của mình cũng lấy ra giao dịch sao? Xích diệm lòng pháo ư? Lôi động lòng khẽ động, tuy rằng không biết xích diệm lòng pháo này Ủy lực đến cùng như thế nào, nhưng tựa hồ dĩ nhiên là linh bảo thành danh của luyện ngục ma vương. Hiện nhiên, đây là một thứ ủy lực vi phạm, nếu không cũng không nói đến cái gì mà thành danh hay không thành danh rồi. <laughs> Nội dung giao dịch của tiểu tử này là cần phải có một kiện linh bảo có thể đạt tới cấp bậc cực dường hỏa đội ngục mà vương có chút dường dường đặc ý nói trong bổn tộc tuy rằng linh bảo cấp bậc như thế tổng cộng có bốn kiện nhưng đều là vật có chủ bổn vương tuy rằng là tộc trưởng cũng không thể đi đòi được càng nghĩ cũng chỉ có thể lấy ra xích diễm lòng pháo cho tiểu tử này thôi lôi tiểu tử đây chính là linh bảo thành danh của bổn vương tương lai người cũng đừng đảm mất ủy danh của bảo vật này đời này có một quả ngọc giản đều là một ít tâm đắc và nhận thức của bổn vương về bảo vật này xem như là tặng phẩm cho ngươi lôi động tiếp nhận ngọc giản phần ra một bộ phận thần điểm xâm nhập vào ngọc giản xem xét nội dung đồng thời trịnh trọng cảm kích nói đa tạ mà vương tiền bối chỉ một tiếng cảm tạ thôi cũng không cần phải nói nhiều nữa nhân tình này tạm thời ghi nhớ là được ngày sau có cơ hội thì sẽ báo đáp tuy rằng nghe luyện ngục mà vương nói nhẹ nhàng như thế nhưng trên thực tế nếu không phải hắn muốn cho lôi động bảo bối tốt như vậy thì chỉ cần tùy tiện lấy ra một kiện còn thừa lại lôi động cũng không có lời nào để nói cả nhưng hắn tựa hồ đã cấp trả thứ rất tốt. Cảm tạ thì không cần, bổn vương cũng rất coi trọng sự phát triển của tiểu tử ngươi. Chỉ cần sau khi ngươi lông cánh đầy đủ, nếu bổn vương gặp nạn, nó không chừng còn cần phải bản thân người giúp đỡ cũng nên. Luyện ngục ba vương bộ dạng cởi mở, hà hà phát lên cười. lôi động tâm niệm vừa động, cũng chắp tay trịnh trọng nói. Chỉ cần tiền bối nói một tiếng, bạn bối muốn lần chết không chối được. Lòng lại thầm nghĩ, luyện ngục ba vương muốn lôi kéo chính mình mình sao lại không thế chứ? Kết cục của ma đế mình cũng đã nhìn thấy rồi. Nói không chừng, đó chính là kết quả sau này của mình. Nếu dưới tay không có một đám thuộc hạ mạnh mẽ, thì sao có thể chống lại đám siêu cấp đại năng của tạm giới đây? Đội ngục ma vương tuy rằng mới là hóa thần trung giai đỉnh phong, cách hóa thần cao dài còn một bước ngắn, bên ngoài thì có vẻ như không cách nào chống lại nổi đại năng tạm giới. Nhưng với tài nguyên như thế, trong hoàn cảnh như thế, đội ngục ma vương có thể tu luyện tới tình trạng này thì đã nói đến tư chất bản thân hắn cường đại thế nào rồi. Nếu có tài nguyên cao cấp rồi rào, thì đã tiền đồ của luyện ngục ba vương có có thể không cao được. Đương nhiên, nên thực lực hiện giờ của lôi động muốn kết mình với luyện ngục ma vương cũng không có tư cách, đừng nói là thu vào dưới trướng, nhưng tương lai thì chưa hẳn không thể kỳ vọng. Hiện đánh tốt trụ cột chính là để phục vụ cho sau này. Trong thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần lôi động đủ cường đại chứ hẳn không thể phu phục được luyện ngục ma vương. Cả hai đều là ôm ý định lôi kéo đối phương, tự nhiên càng nói càng vui rồi. Về phần đỉnh đâu nằm trong giới chỉ kia cũng là một kiện đình bảo không tầm thường, nhưng đó là một kiện phụ trợ đình bảo, dùng để mà luyện đan, luyện khí đều có diệu dụng không tầm thường. Luyện ngục ma vương mang ra tặng luôn, miệng nói đó là tặng phẩm, nhưng kỳ thực chính là để giao hảo với đối động. Trên thế giới này, có lẽ sẽ có giết chóc vô duyên vô cớ, nhưng rất ít vô duyên vô cớ yêu yêu tặng tặng như vậy chắc chắn ẩn phía sau là một mục đích nào đó